cũng như các trường trong toàn tỉnh. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho ngày khai giảng của cô và trò trường mầm non Thanh Sương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã cơ bản được hoàn tất. Các điều kiện, các phương án về phòng chống dịch COVID-19 cũng đã được nhà trường triển khai đồng bộ. Nhà trường luôn tích cực chủ động chuẩn bị các cơ hệ thống cơ sở vật chất, rồi thiết bị đo thân nhiệt, hệ thống vệ sinh, rồi nước sát khuẩn, rửa tay, và ngoài ra còn tuyên truyền tới các bậc cha mẹ trẻ là làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ trước khi đến trường. Năm 2020-2021, huyện Điện Biên sẽ có trên 20.000 học sinh. Trong bối cảnh dịch COVID đang diễn biến phức tạp, nên công tác chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong ngày khai giảng cũng đã được thực hiện nghiêm túc. Trong ngày khai giảng thì cũng thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì sẽ khi học sinh tựu trường và các cán bộ rồi đại biểu đến dự thì chúng ta vẫn đảm bảo theo cái công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định, đặc biệt là cái việc đeo khẩu trang rồi ngồi giãn cách cự ly đảm bảo theo quy định. Cho đến hôm nay, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo đủ các điều kiện để đón học sinh tựu trường. Trong cái thời điểm là dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp, thì ngành cũng đã có các cái văn bản hướng dẫn các trường làm công tác vệ sinh khử khuẩn lớp học để đón các con sau khi đến trường, và đặc biệt là ngành cũng đã liên hệ với lại trung tâm y tế của huyện để tổ chức các cái buổi vệ sinh khử khuẩn cùng với lại cán bộ giáo viên và nhân viên của nhà trường. Để năm học mới diễn ra an toàn đúng kế hoạch, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19 cho ngày khai giảng đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên chỉ đạo triển khai đến tất cả các phòng giáo dục và các đơn vị trường học trực thuộc chuẩn bị các phương án, kịch bản phòng chống dịch. Bởi đây là thời điểm mà học sinh tựu trường tập trung đông người rất dễ bị lây nhiễm. Tập trung để chỉ đạo ngày tựu trường và ngày khai giảng theo đúng quy kế hoạch. Đấy. Và thực sự linh hoạt. Mặc dù là Điện Biên tuy có nằm trong cái tình trạng là cái nguy cơ thấp về COVID-19, nhưng như tôi đặt vấn đề từ ban đầu là không chủ quan và cũng phải gắn rất chặt việc tổ chức tựu trường khai giảng với việc phòng chống dịch bệnh để đảm bảo trước hết là cái sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, và thứ hai là tạo sự yên tâm cho cộng đồng, đặc biệt là hội và là cha mẹ học sinh. Với việc chuẩn bị chu đáo của các địa phương, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho học sinh, con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh hân hoan trong ngày tựu trường, sẵn sàng bước vào năm học mới.